Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Trân trọng kính chào tất cả quý học viên tại lớp cũng như tất cả các vị đang online. Hôm nay xin mời các vị tìm hiểu ba cơ sở phước nghiệp phần thứ tư. Ở trong phần thứ tư này chúng ta có thể tìm hiểu nghiệp khinh trọng tạo tác và tích lũy. Nếu như còn thời gian thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những phần chẳng hạn như cúng dường tháp miếu, chẳng hạn như vậy. Thưa các vị, những nội dung này cực kỳ bổ ích cho đời sống tu tập của chúng ta. Sự khai thị quá rõ ràng, chúng ta nhân theo sự khai thị này có thể đến chỗ liễu ngộ trong nhận thức về nghiệp. Như chúng ta biết, Thế Tôn nói ta đạt đến chỗ biến mãn biến tri đều nhờ thấy giả và biết. Hễ có một điều nào đó chưa được biến mãn biến tri, tức là còn vô minh, còn bóng dáng của vô minh che lấp, do vậy cho nên bên trong ấy chắc chắn còn chứa đựng vô lượng thống khổ. Bởi vậy cho nên chúng ta liễu ngộ từng câu từng chữ là một điều may mắn của chúng ta. Nếu như chúng ta dành thời gian liễu ngộ sâu sắc thì ngay trong đời này chúng ta có thể giải quyết được rốt ráo sanh tử. Còn nếu như chúng ta không thì chắc chắn chúng ta phải làm một kiếp khác nữa. Và tất nhiên kéo dài sanh tử càng lâu thì khổ đau càng nhiều. Chúng ta hôm nay phân biệt được cái nghiệp khinh trọng nó dựa trên cơ sở nào. Nếu muốn biết tính chất khinh trọng của các nghiệp nên biết có 6 nguyên nhân. 6 nguyên nhân. Cho nên nói rằng cái nghiệp đó là nặng hay là nhẹ, chúng ta phải suy xét ở trong 6 nguyên nhân. Thứ nhất là hậu khởi, thứ hai là điền, thứ ba là y xứ, thứ tư là gia hành, thứ năm là tư, thứ sáu là ý dục. Do đây hạ hoặc thượng, tức là do yếu tố này nó mạnh thì hay là nó yếu mà gọi là hạ hoặc thượng, tức là hạ là nhẹ đó, thượng tức là lớn, là cao, là trọng đó. Nghiệp thành hạ hoặc thượng, tức là do những cái yếu tố hậu khởi, điền, y xứ, gia hành, tư, ý dục, nó hạ thì nghiệp hạ, mà nó thượng thì nghiệp thượng. Hiểu chưa hả? Như vậy thì ở đây chúng ta đặt câu hỏi, hậu khởi là gì? Hậu khởi là chỉ cho việc đã làm rồi vẫn tiếp tục làm. Ví dụ như bây giờ công đức thì nó cũng có, nhưng mà ác độc thì nó cũng có. Ví dụ như bây giờ vua Gia Long sau khi giành lại được ngôi vua của mình thì lúc bây giờ ông truy sát tất cả triều đại Tây Sơn, và nghe đâu là quan trung không có mộ, không ai biết mộ của ông ở đâu. Quan trung đã biết rõ những điều đó, cho nên ông bắt buộc là phải hủy tất cả, không đỡ lại cái gì. Nhưng mà người ta nghi ngờ đó là cái đầu lâu của Quang Trung, thì Gia Long vẫn đem về làm cái chỗ cho mình đi tiếu hàng ngày. Như vậy thì chúng ta thấy cái nghiệp hậu khởi nó quá căm thù, phải không ạ? Quá căm thù. Ví dụ như đạo làm vua làm tướng thì chuyện đó bình thường, nhưng mà
Chúng ta thấy trong lịch sử của Việt Nam cũng có những vị rất là kiêu hùng và rất là tuyệt vời. Mặc dù chiến tranh tàn ác nhưng cái mức độ đạo đức của quân tử người ta vẫn giữ được. Chẳng hạn như tướng ở Gò Công hả? Ông nào hả? Không phải ông Võ Tánh. Ông Võ Tánh thời đại của Quang Trung, ông là tướng người Gò Công. Ông cất binh ra bao vây thành thành Quy Nhơn. Thì lúc bây giờ Trần Quang Diệu, ông mang đại binh từ kinh từ Phú Xuân Huế, ông đi vào và ông bao vây một tháng. Thì lúc bây giờ Võ Tánh không có chịu nổi và ông quyết định là tự sát. Thì lúc đó ông quyết định tự sát ở trong thành tới mấy ngàn binh lính. Lúc đó ông đỡ lại một cái thư. Ông xin Trần Quang Diệu hãy tha cho thuộc cấp của ông. Bởi vì vì trung thành theo mệnh lệnh của ông mà thuộc cấp không dám chống trái. Tất cả đều do ông chứ không phải do họ. Hôm nay cái thư xin hàng này á, thì xin tướng quân tha thứ cho họ. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ Trần Quang Diệu đi vào ở trong thành, ông tha tất cả mọi người. Không những thế, còn sắc lệnh là chôn cất Võ Tánh theo nghi thức của một đại tướng quân. Và ngoài ra đem mẹ của Võ Tánh về để mà phụng hiếu. Chúng ta thấy mặc dầu là chiến tranh, hai bên thờ hai chúa khác nhau, nhưng khi người ta đã hàng rồi thì lúc bây giờ sau đó người ta vẫn đem cái nghĩa cứ của người trượng phu ra mà đối đãi lẫn nhau. Những con người như vậy ở trong lịch sử Việt Nam rất là nhiều. Chúng ta cứ để ý rằng cái thời đại hưng thịnh là khi có những con người trượng phu. Còn cái thời đại mà có nhiều người tiểu nhân thì thời đại đó chúng ta thấy sẽ lầm than thống khổ. Có phải vậy không ạ? Nhưng vấn đề đây chúng ta xét là gì? Là yếu tố hậu khởi. Mặc dù là chiến tranh nhưng mà một vị làm vua nhưng lại đỡ là cái hậu khởi lớn quá. Còn một vị mà làm quan, làm tướng nhưng mà cái nghiệp sát cũng không nhiều. Nếu như mà hăng say sát hại thì kẻ thù mà tha hồ mà bầm mà chặt, phải không hả? Hoặc giả ví dụ như bây giờ giận quá giết một người nào đó họ chết đi, thì khi họ chết xong nghiệp đạo đã thành, nhưng mà lúc đó thấy họ chết rồi thôi mình ngừng tay. Thậm chí có người còn kinh hãi bởi vì cái thiện căn nó phục hồi và họ nghĩ rằng họ không bao giờ họ muốn làm như vậy. Tại sao họ làm như vậy? Họ hối hận tràn trề. Với một người là họ còn chém thêm nhiều giác nữa. Thậm chí sau đó họ còn tìm cách họ phi tang, họ tìm cách họ chế đậy, họ tìm cách họ chạy trốn, chẳng hạn như vậy. Đó là hậu khởi đó. Như vậy thì chúng ta muốn nói rằng là cái mức độ dày của nghiệp, cái mức độ sâu của nghiệp, phải không ạ? Chúng ta nhìn đó để chúng ta quan sát. Tại vì chúng ta đang bàn là khinh và trọng của nghiệp. Được chưa hả? Cho nên một cái nghiệp nhưng mà tùy theo cái dụng tâm khinh và trọng hậu khởi thì chúng ta có thể suy xét được cái vấn đề của nó như thế nào. Ví dụ như chúng ta tụng một bài kinh. Khi chúng ta tụng bài kinh xong thì chúng ta thấy chúng ta liên tiếc bởi vì chúng ta thời khóa đã xong. Chúng ta còn ở trong tâm mình còn âm hưởng bởi những cái sắc mà gọi là cái sắc tịnh. Cho nên chúng ta còn giữ được cái pháp lạc, cái pháp tịnh ở trong định niệm mà chúng ta vừa thực hiện một khóa lễ. Nhưng khi mới có vừa tụng kinh xong đứng lên là chúng ta nối đồng tay liền. Như vậy là chúng ta biết cái hậu khởi mình này nó không có sâu. Hậu khởi nó không sâu thì cái nghiệp ở trước đó rất nặng. Và hậu khởi như vậy á, thì cái thời công phu đó nó không có chuyển nghiệp mạnh hơn. Cho nên cùng là một thời gian nhưng mà có người công phu họ chuyển hóa nhanh hơn, còn có người thì chậm hơn. Cho nên chúng ta xét cái nghiệp khinh trọng, thiện nghiệp hay ác nghiệp, nó cũng dựa trên hậu khởi. Rồi yếu tố thứ hai là yếu tố điền. Điền là ruộng đó.
là nơi mà tổn hại hay lợi ích được thực hiện. Ví dụ như bây giờ chúng ta làm một cái vấn đề, chẳng hạn như bây giờ chúng ta tạo một cái ác nghiệp là chúng ta giết cái người đó không phải mẹ của mình, với chúng ta giết người đó là mẹ của mình, thì chúng ta thấy cái vấn đề mẹ của mình là ân điền, phải không? Mà giết mẹ tức là từ chối ân điền, bởi vậy cho nên người này đọa trong địa ngục A Tỳ, đúng vậy không hả? Nhưng mà cùng là tội sát nhưng giết cha thì nhẹ hơn, bởi vì cái ruộng phước của cha đối với mình nó ít hơn, cái ân điền đó, cái ân điền của cha nó ít có nặng hơn mình, tại vì mình thọ ơn mẹ nhiều hơn, thọ ơn máu huyết rồi mà còn thọ ơn cái thời gian mà ở trong đó nữa, 9 tháng 10 ngày. Rồi chẳng hạn như bây giờ nói tới cái ruộng, chẳng hạn như bây giờ mình giết một cái người mà ác với mình giết một người thiện, hoặc là mình làm tổn hại một con vật to với một con vật nhỏ, chúng ta giết một con voi với chúng ta giết một con kiến, thì hai con là hai cái mạng, cũng có mạng phá hoại, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái tác dụng của con voi á nó có giá trị hơn con kiến, có đúng vậy không hả? Cho nên chúng ta xét yếu tố là ruộng, nơi tác hại hay nơi lợi ích, nơi đó được thực hiện, mà cũng là yếu tố để minh định cho nghiệp nặng hay là nhẹ. Rồi xét về yếu tố gì nữa? Yếu tố ý chí, tức là nghiệp đạo căn bản. Nghiệp đạo căn bản là ý chí, nó là ý chí như thế nào? Tức là đó là cái nghiệp sát, nghiệp đạo, nghiệp dâm, nghiệp vọng, nghiệp như thế nào? Cái tính chất ý chí của nó như thế nào? Cái điều này chúng ta hiểu không hả? Rồi thứ tư, gia hành là nghiệp bởi thân và ngữ nhắm đến mục đích ấy. Như vậy thì bây giờ muốn làm một nghiệp sát đi, chẳng hạn như vậy, thì bắt đầu gia hành như thế nào? Gia hành người này á, là miễn cưỡng họ phải đi ra chợ mua một con gà, một con vịt về để giết cho gia đình ăn thịt. Nhưng mà họ miễn cưỡng thôi, trong lòng họ chỉ muốn ăn chay, nhưng mà do cái cuộc sống, do những ràng buộc, do những yếu tố hạnh phúc gia đình mà họ không biết cách vượt qua, hoặc giả tánh tình nhút nhát, không có đủ sức đấu tranh để mà dẫn dắt ở trong gia đình, thành ra buộc lòng thuận theo. Nhưng mà người ta làm với cái tâm, cái thân là không có muốn làm, rồi ngữ thì cũng không có hăng say gì, phải không hả? Còn nếu như một người mà hăng say đi mua một con nào đó, rồi làm sao đó, rồi về giết, sau đó là vui cười, rồi nấu nướng xào ăn như thế nào đó, rồi nối nên ở trong đó, như vậy thì cái mức độ biểu hiện từ thân và ngữ nó cũng có thể đánh giá được là cái nghiệp của người đó nặng hay là nhẹ, đó chứ hả? Ví dụ như bây giờ chúng ta phản đối một công việc nào đó, chúng ta nói bằng lời nói ở trong trạng thái tĩnh lặng, vẫn nhận thức nói, nhưng mà chúng ta ở trong trạng thái là tức giận cuồng cuộn, thì cũng là câu nói thôi, có thể chữ nó bằng nhau, nhưng mà cái nghiệp phát khởi từ sự tức giận cuồng cuộn kia thì cái nghiệp của nó là nặng hơn, phải không hả? Cho nên xét yếu tố gì? Bởi thân và ngữ nữa nha, bởi thân và ngữ. Rồi yếu tố thứ năm là yếu tố tư, tức là do bởi nó mà nghiệp đạo được hoàn tất. Ý nói rằng là gì? Là cái ý nghĩ khởi lên, chẳng hạn như muốn sát thì lúc bây giờ ý nghĩ phải khởi lên trước, rồi bắt đầu sử dụng thân căn, rồi đi ra ngồi chợ, rồi mua một con về, rồi bắt đầu mới giết như thế nào, cắt một nhát dao, hai nhát dao tới khi nó chết hẳn, chẳng hạn như vậy. Thì đây gọi là gì? Đây là cái ý nghĩa nó phải duy trì liên tục, chứ còn tự nhiên cái mình khởi nghĩ, mình ra ngồi chợ mình mua một cái con gà về để mình giết, cái gì cái mình thấy con gà trống dở thương của mình nuôi, mình chiến thành gà đá chẳng hạn như vậy, thì lúc bây giờ cái nghiệp nó khác, phải không hả? Chứ ban đầu là cái tư nó như vậy, nhưng mà cái tư đó nó không có duy trì tới khi thành kết quả, nhưng mà nó thay đổi. Hoặc giả là hồi nhỏ thầy nhớ là có lần có một người họ cắt cổ con gà ở hàng xóm ấy, có một người cắt cổ con gà, nhưng mà cô cắt sau đó không biết con gà nó không có chết,
mà nó chạy nó la quá chừng, nó đứng chút xíu thôi nó đeo chạy la quá chừng, coi như là cô này suốt đời không bao giờ dám dài dám cái củ gà nữa. Cho nên rõ ràng cái tư đó là họ ta nói cái họ ngừng lại. Còn nếu như có những người họ không có ngừng, bây giờ họ đứng lên họ rượt, họ bắt cho được và họ giết cho được, thì lúc bây giờ cái nghiệp nó sẽ khác, phải không ha? Con lợn nó mình nuôi nó mà mình thương nó khôn lắm nha. Con lợn chỉ cho ăn rồi giết thịt cho nó ít có khô, nhưng mà con lợn mà thường chơi với nó, mà thường nói chuyện với nó, rồi cho nó ăn rồi vỗ vờ nó khôn như là con vật nuôi trong nhà vậy đó. Hồi xưa có ngôi chùa ở quê thầy, sau năm 75 đói khổ không có gì ăn, thành một cái cô vải trong chùa kẹt quá nuôi con lợn. Còn nếu như không nuôi thì bị xã hội người ta cũng lên án, người ta nói rằng ngồi mát hướng bát vàng chờ người ta đem cúng cho ăn. Thành ra cũng phải là tăng gia sản xuất mà, và tăng gia sản xuất phải nuôi. Hồi xưa có cái câu, họ có ông Bùi Giáng, ông cũng tham gia ông nuôi lợn. Nhà thơ Bùi Giáng các bạn biết không? Và ông nuôi lợn, ông cho ăn ngày ba bữa đàng hoàng. Nhưng mà lợn ông là con lợn đất. Ông nuôi con lợn đất, nhưng mà khi ông đi vắng, ông nhờ hàng xóm cho ăn đàng hoàng. Và từ ông về, ông thấy không có cọng rau nào trước miệng của nó, là ông vô nhà hàng xóm, ông chửi quá trời quá đất. Ông nói là tại sao như vậy? Có những cái chuyện nó vui như vậy đó. Thì lúc đó là ở trong chùa nuôi con lợn, nuôi tới khi nó lớn lên, tới lúc mà phải bán nó đi, thì nó biết mà nó la, cái tiếng kêu la nó từ chùa mà một cây số rưỡi mà người ta vẫn còn nghe cái tiếng đó. Mà cô gái này cô nuôi ấy, là sau đó cô đeo 3 tháng, cô đeo cô thương nó, cô chịu không có nổi. Và sau này cô nói có chết thì chết cho nhất định cô không làm như vậy nữa. Tại vì cô vải mà thì thường thường hay thương súc vật, nuôi thì nuôi nhưng mà hay chơi với nó, hay tắm rửa nó, hay nói chuyện với nó cứ ụt ịt về trên ra vô nó nghe hết trơn vậy đó. Bây giờ nó bị bắt đi xé thịt là nó không chịu được. Thành ra chúng ta thấy đồng ý là cũng là cái nghiệp nuôi bán, nhưng mà cái người vô tâm vô cảm trong xác thì nó khác, còn cái người có từ tâm nó khác, cho nên tạo ra cái nghiệp thì khinh trọng khác nhau. Chúng ta đang bàn về vấn đề khinh trọng. Rồi ý dục tức là ý muốn rằng ta nên làm như vậy hay ta sẽ không nên làm như vậy. Cho nên ý dục tức là ý muốn là muốn làm như thế nào, khởi cái ý muốn như thế nào. Thì chúng ta gọi là ý dục là ý muốn, chứ không phải là cái ý mà nói ta dục đây là đừng liên tưởng tới ái dục hay là dục vọng, mà dục đây là muốn thôi. Cho nên mình muốn làm hay là không muốn làm, hay là muốn đi học pháp, nó vẫn là muốn. Chứ mà muốn đến cái hướng là giải thoát thanh cao, còn muốn làm điều ác chẳng hạn như vậy. Như vậy thì chúng ta xét ở trên 6 yếu tố. 1 là hậu khởi, 2 là ruộng phước, 3 là y sứ, tức là cái cơ sở đó, cơ sở tạo ra, cơ sở căn bản để tạo ra nghiệp đó. Rồi thứ 4 là gia hành, bởi lời nói và hành động gì đó. Thứ 5 là suy nghĩ, thứ 6 là ước muốn hay là ý muốn. Như vậy đem 6 cái điều này ra để chúng ta suy luận, chúng ta so lường cân nhắc về hành vi của một nghiệp. Và nếu như muốn so rằng hai người sát hại, hai người cùng làm việc sát hại, nhưng mà đem hai cái người đó ra, bắt đầu là so sánh người này người kia thế nào. Lúc bây giờ có lần thầy ở Sài Gòn có lần đi cúng nhà của một ông chú. Ông chú này ấy, là ông không có tin Phật, nhưng mà ông làm theo ý của người vợ. Và ngoài cái việc chính của ông là cái việc giết bò, và ông còn chạy xe ôm ở ngoài đường. Và hôm ấy ông đến chùa chở thầy đến nhà để cúng. Và ông có hối thầy, ông hối rằng dạo này không hiểu tại sao cái đầu tôi nó đau dữ quá. Thầy hỏi như vậy thì chú đã đi khám bác sĩ chưa? Chú nói đi khám khắp nơi hết mà không có bớt. Và lúc bây giờ mình hiểu Phật Pháp, mình biết rằng vị này đã làm cho cái mạng nghiệp của hữu tình như thế nào đó mà bị đau đớn. Thành ra chiêu cảm cái quả đớn đau mà thuốc không thể can thiệp.
À, thì hay là hủy diệt cái sự yên ổn của một cái hữu tình, à, làm cho nó đeo lên, thì lúc đó nhân quả mình cũng chịu. Thì lúc đó thầy mới ngồi im ở sâu xe mà cứ nghĩ miên man một lát, thì mới thưa với chú rằng thầy có cái lời này, nếu như nó không phải thì chú cũng tha lỗi cho thầy. Thầy chẳng qua hiếu kỳ thôi, là chú làm ở trong cái lò mổ là chính thức là chú làm cái gì. Thì ông chú này nói rằng á, là cứ con bò nó đứng đó tôi lấy búa đập cái đầu nó chết. Khi đập mà nó chết điếng rồi á, là bắt đầu người ta mới cắt máu nó ra. À, cứ cột đứng im đấy mà nó tôi đập rất là chính xác. Một ngày tôi đập khoảng 2 tới 30 con. Tại vì ngày xưa ông làm như vậy thôi, ông cứ nghĩ nó là chuyện bình thường. Thì lúc đó thầy nghe là mình hiểu rõ nhân quả, bởi vì mình có học Phật. Còn ông thì ông hiểu, ông nghĩ đó là bình thường thôi. Thì sau khi cúng xong rồi thầy mới thưa, thầy nói là thưa chú, là chú không ngừng cái việc đó thì cái đầu của chú không bao giờ bớt đau. Và không những kiếp này mà còn sang kiếp khác nữa, có khi chú bị những cái nghiệp đau đầu mà không có chữa lành. Tại sao? Bởi vì chú làm cho con vật á, nó có cái đầu của nó bị tổn thương lớn quá. Mà không phải một ngày, ngày nào chú cũng làm như vậy, ngày nào cũng vậy. Cho nên nghiệp nó đã chiêu cảm lên ở trên đầu của chú rồi, chú phải nhìn thấy điều này. Tại cái hành động của chú đã gây ra sự tác hại cho hữu tình, thì cánh tay đó trong ý nghĩ của chú nó phải in lấy một cái kết quả đó, nó phải in xuống một cái form đó. Đó là cái điều tất yếu mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta xét là đó là con bò, nhưng con người thì sao, lại khác nữa. Con người thì khác. Rồi tùy theo con mà chúng ta suy xét nha, là cái người này họ thích làm hay không thích làm. Chúng ta hiểu không hả? Cho nên 6 yếu tố này phải đưa ra suy xét. Và ông ban đầu ông phản đối, ông nói tại sao mấy thằng bạn tôi á, có người nó làm cũng như tôi mà nó không bị đau đầu. Thì thầy mới nói rằng á, là cái ngày nào mà bạn của chú không làm, chú cái người ấy như thế nào và chú như thế nào. Thì nó ồ, thầy nói tôi mới để ý cái thằng đó nó làm cũng được, không làm được nó khế tương này, nó khế tương này, tôi nó không quan tâm. Còn tôi mà ngày nào mà không làm tôi thấy buồn lắm. Tại vì ông nghĩ là ông phải làm như vậy có tiền. Còn thằng kia nó thấy là làm cũng được, không làm cũng được. Cho nên rõ ràng là xét về cái mức độ cùng làm một việc. Nhưng mà cái sự gia hành đó, cái gia hành đó nó khinh trọng á. Hiểu chưa hả? Cho nên ở đây chúng ta đang bàn về sự khinh trọng của nghiệp. Thành ra đây là một cái công thức, đây là một luận lý mà tổ đã đưa ra. Và chúng ta cứ theo đó để chúng ta suy xét. Nếu như chúng ta không có suy xét hết điều này, chúng ta không thể nào thấy hiểu hết được trạng thái của tìm phục, mà chúng ta có thể gọi một chữ khác là phân tâm học. Tại sao một đứa trẻ lúc nó còn nhỏ, cha mẹ rất là thương nó rất là ngoan ngoãn, nó xinh đẹp, nói đâu nó làm đó. Nhưng mà lớn lên bắt đầu nó trở chứng. Rồi mình cứ nghĩ rằng nó tuổi phát lớn, chứ mà ai lớn hơn chút nữa nó đổ đốn. Và nó làm những cái việc mà nó cứ làm cho người ta thấy nó là người ta ghét. Và nó vẫn biết rằng làm như vậy người ta ghét nó, cha mẹ không vui với nó, nhưng nó vẫn cứ thích làm. Và thậm chí nó còn quyết liệt bắt mọi người phải thừa nhận nó là như vậy. Đó là phong cách của nó, phải chấp nhận nó như vậy. Còn nếu như mà gây áp lực cho nó, có thể nó bỏ nhà nó đi. Những cái tâm tư đó ở đâu? Và có nhiều người Phật tử nói thưa thầy, con của con nó đã chết. Thầy nói chết hồi nào? Nói là dạ, nó có còn sống cũng như chết. Tức là thất vọng quá, cho nên mới nói những lời đau đớn như vậy, phải không ạ? Như vậy thì cái bệnh đáng ghét đó, nó ở đâu? Tại sao lúc nhỏ không thấy? Thậm chí nó ngoan ngoãn vô cùng. Cho nên chúng ta hiểu nghiệp nó ở trạng thái tiềm phục. Khi thân căn lớn lên, thời gian trưởng thành đủ, thì lúc bây giờ nghiệp đó nó mới sinh ra, nó mới trổ lên. Vậy thì muốn diệt nó bằng cách nào? Muốn chuyển nó bằng cách nào? Vấn đề này là vấn đề kỹ năng của giáo dục. Thưa các vị, ở trong Phật Pháp rất là tuyệt vời. Nếu như mà trường đại học của chúng ta thành tựu, chúng ta có thể thành lập một cái nhóm mà chuyên nghiên cứu vấn đề này.
để đưa ra một cái giải pháp mà cống hiến cho giáo dục, và có thể là thẩm sát một số cái hành nghiệp mà tiềm phục của những đứa trẻ, và có thể tiên liệu được đứa trẻ đó nó chứa đựng những hạt giống tiềm phục như vậy. Những hạt giống tiềm phục như vậy thì lúc bây giờ cần phải đào thải nó như thế nào trong lúc nó còn ở tiểu học. Và hạt giống đó sẽ bị thui chột ở trong trạng thái tiềm thức, không cần tới khi nở ra mới thấy. Như vậy chúng ta có thể góp phần làm cho xã hội thêm những nhân cách cao thượng và lành mạnh. Chúng ta thấy không hả? Đó, cho nên đó là giáo dục ở trong đầu của mình đủ hết. Nhưng mà thưa quý vị, sự trợ giúp của thầy cực kỳ ít ỏi. Từ một bàn tay trắng trợ giúp chút xíu cơm, chút xíu gạo, chút xíu tịnh tài. Và cái số người manh mún và có người giúp thì cái số nhiều thì rất là ít. Cho nên kìm hãm cái khả năng thực hiện những cái khả năng, cái kiến thức đó. Thưa các vị, những điều như vậy nó sẽ làm thay đổi toàn thế giới. Có đúng không ạ? Đó. Mà trong khi những điều đó, mình có thừa sức, mình có thừa kỹ năng, mình thừa cái bản lĩnh, và mình tự tin mình làm được đàng hoàng. Nhưng mà bây giờ phương tiện nào nó làm? Tài chính, nhân lực, vật lực. Cho nên, thưa các vị, càng nói nhiều để các vị nghe rõ hơn. Còn nếu như mà chúng ta không nói thì nhiều khi thấy con người giống con người, chứ thực ra không giống đâu. Những cái sự thấu hiểu nó khác nhau ở trong đó. Ví dụ như những điều đó là những điều nhức nhối ở trong đời sống của tất cả cộng đồng nhân loại, chứ không riêng gì ở quốc gia nào. Những bậc làm cha làm mẹ, những người thầy cô giáo ở trong trường học. Ví dụ như phương Tây này á, họ thầy cô giáo chơi với học trò, chơi với học trò, làm bạn với người học trò và cùng chơi cùng học. Đó là một cái nghệ thuật để cho người học trò thuận theo, nhưng thầy cô giáo có cái khả năng là dẫn dắt người học trò quay trở lại với con đường chính sau khi đã chơi với nó. Nhưng mà đó là một giải pháp để thỏa mãn tự ngã của tuổi trẻ, nhưng mà không có thấy được là những tiềm phục sâu ở trong tâm của nó. Nếu như không thấy cái nghiệp khinh trọng này sẽ không bao giờ thấy được tiềm phục. Chỉ cần hỏi nó 80 câu hỏi, hỏi 80 câu hỏi, và sau 5 năm một lần 80 câu hỏi. Chẳng hạn như là tiểu học còn nhỏ mới vô, hỏi một lần cho nó học xong tới trung học. Vô trung học hỏi một lần nữa là nó học hết cho trung học cơ sở. Rồi vô tới cấp 3 hỏi một lần nữa. Như vậy là có thể định hướng được tất cả những cái loại tiềm phục của nó 80-90%. Thì bao nhiêu đó là chúng ta có những cái chương trình gia hành cụ thể, trực tiếp và phát huy thiên tính nhân tài và gì mà thiêu chột tất cả những cái ác nghiệp ở trong tâm. Những điều như vậy chúng ta hoàn toàn có thể làm được, chứ không phải rằng là khó. Những điều như vậy các vị thấy có hứng thú không? Học tới cái nghiệp khinh trọng chúng ta mới thấy như vậy. Và có trí tuệ thì đoạn nghiệp nhanh hơn là không có trí tuệ, phải không? Thành ra tu tập cũng vậy, không phải rằng là già trẻ lớn bé gì cả, cũng phải là tu lâu hay tu mới gì cả. Nhưng mà quan trọng là trí tuệ của chúng ta có năng lực thấy được nghiệp của mình và đoạn nó như thế nào. Nếu như không đoạn thì ngàn đời cũng vậy, mà đã đoạn thì sẽ có ngày đoạn xong. Hoặc có người mà nghiệp ấy của nó trở thành nghiêm trọng chính bởi do sự tác động của hậu khởi, vì tình trạng tất định của dị thuật. Nghĩa là sao? Chẳng hạn như hậu khởi như vậy, tạo cái nghiệp hậu khởi đã giết rồi mà còn căm thù, còn nhai xương, chẳng hạn như vậy, thì lúc đó là gì? Nghiệp hậu khởi. Rồi ở trên cái mức độ như vậy, xét tới yếu tố của gì? Của điền này, của ruộng này, rồi của y sứ này, của gia hành này, của tư này, rồi của gì? Của ý dục này. Tùy theo cái mức nó như thế nào mà chúng ta cũng chia. Chẳng hạn như bây giờ gia hành nó như vậy, nhưng mà cái ruộng thì khác. Chẳng hạn như bây giờ giết một con vật nhỏ với gì? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta ăn trộm đi, chúng ta
chúng ta gia hành ăn trộm là chúng ta nhìn trước nhìn sau coi nhà đó người ta đi mấy giờ, về mấy giờ, lúc nào cậy cửa vô được, ở làm như thế nào, rồi có thoát ra được hay không. Đó, gia hành mà tính toán đâu đó hết, bắt đầu vào vô vô nhà lấy một cái gì đó thì đó là gì, là nghiệp đạo đã thành, phải không? Nhưng mà sau đó thấy hối hận hoặc là không hối hận hay là như thế nào. Còn một người mà cố tình đi vào ở trong nhà bên đồ lấy thì sao? Lấy ở nhà người ta một đồng với lấy ở trong nhà bên một đồng thì như thế nào? Tại sao nhà bên nặng hơn? Không phải như vậy. Gia hành ấy thì tất nhiên là nó còn giống nhau thôi. Cái quyết liệt của gia hành nhất định phải lấy được, chẳng qua là thể hiện của nhà bên khác, ở nhà người ta khác. Nhưng mà ở đây nói rằng là gì? Là cái tài sản đó là cái tài sản của một gia đình và tài sản của cộng đồng, hiểu không ạ? Nhà bên là một hệ thống của cộng đồng mà được pháp luật bảo hộ, nhưng mà chúng ta xé rào cái hệ thống pháp luật đó. Nhưng vậy cũng tương tự như vậy, chúng ta suy xét là lấy một đồng ở trong chùa à, trong chùa là nghiệt ngã hơn nữa, bởi vì trong chùa là của thanh tịnh của thanh tịnh, mà cái ruộng mà cái ruộng đó là cái điền thanh tịnh mà mình không đủ phước mà mình lấy trong đó là mình có chết đâu. Cho nên một ông thầy tu tập ở trong chùa dùng của bá tánh thí chủ còn phải kinh sợ, còn phải cẩn trọng, đừng nói chi là không có chịu tu tập nữa. Ai làm mình làm, thưa các vị, như thầy mà tiền phước xương là không bao giờ thầy dám đụng vô. Tiền phước xương là lấy làm cái gì đó cho chùa, dứt khoát không bao giờ dám tiêu một đồng nào đó cho bản thân của mình, mặc dầu ở trong đó là người ta gọi là của tam bảo đó, cúng dường tam bảo đó. Là Phật thì có phần Phật, Pháp có phần Pháp, tên thì thầy cũng tên mà, thì thành ra cũng được một phần ở trong đó, nhưng mà không dám làm, không dám lấy, bởi vì khờ quá. Cái một đồng thôi, đứng trước Bồ Tát thiệt lâu, biết trong lòng nói cái gì, nó tỉnh như thế nào, xong rồi nhét vô. rồi vừa xong người nữa, như vậy á, coi như là được có 1.000 bạc thôi mà coi như là gần 1.000 người. Là mình thấy cái 1.000 cái tâm đó mà gom lại á, nó to như núi. Mình rinh nổi không? Mình phải coi chứ, còn mình dạy cho mình rinh chi cho nó nặng, phải không? thành ra như vậy thì chúng ta hiểu cái điền, chúng ta cái từ đó mà chúng ta suy xét cái điền này, rồi chúng ta suy xét bên nhiều phương diện khác, hay là cái ý muốn là quyết liệt, hay là cái ý muốn là khát khao, hay là cái ý muốn là cho vui. Ví dụ như một người đi ăn trộm mà lấy của người giàu chia cho người nghèo, với một người đi ăn trộm là để mà hưởng thụ chẳng hạn như vậy, thì lúc đó chúng ta thấy cái ước muốn nó cũng khác. Cái ước muốn của người kia là thi hành nghĩa hiệp ở trong một cái giai đoạn mà người ta bớ tích ở trong công bằng xã hội. Còn nếu như mà một người mà họ ngang tàn, họ chỉ hưởng thụ cho cá nhân gia đình của họ. Ngày xưa nhớ ở Nguyên Thiều có một lần là có một cái anh thanh niên bịt mắt mặc đồ cái trang vô trong chùa lấy đèn đồng đi bán. Thì gặp một thầy chặn lại quấn với anh này, quấn từ 3 giờ sáng quấn tới 5 giờ. Anh này giỏi dối, ông thầy cũng giỏi dối, hai người quấn ngang nhau. Rồi quý thầy cứ tụng kinh bình thường, quấn sao quấn. Quấn tụng xong rồi ra là đứng vòng tròn coi thì quấn tiếp. quấn hai người ngồi mệt quá ngồi thở. ngồi thở thì lúc đó là anh này cũng quân tử, anh này cũng có cái nghĩa khí trượng phu, rồi mới đầu mới lái tháo cái khăn mặt ra rồi mới lạy quý thầy. Thưa quý thầy là con không có ý gì hết, tại mẹ con bệnh quá, con túng quẫn quá, con làm ẩu, con nghĩ lấy của người ta, tội người ta, con cứ muốn lấy đại của chùa rồi con ráng con làm ăn rồi con trả lại. Trong đầu có ý nghĩa vậy đó, tức là ý nghĩa là thôi liều mạng vô chùa lấy đại đi, chùa mà cũng của riêng ai, rồi sau đó rồi cái mẹ mình bất bệnh rồi mình làm ăn dành dùm, mình mua mình vô chùa mình cúng lại. Ý anh là nghĩ như vậy, đó là hạ sách của anh. Như vậy thì cái dục khởi, cái ý dục của anh nó khác, phải không? Nó khác.
nó khác thì cái nghiệp của nó cũng phải khác. À, thì lúc đó là quý thầy nghe thấy thương rồi, ngài trị sự mới nói rằng cô anh em có ai muốn chia sẻ cái hoàn cảnh này thì anh em phát tâm. Thì quý thầy vô lục trường túi người ít cho nhiều hơn bộ đèn đồng đó. Anh mừng quá, anh lạy quý thầy, anh xin về. cái ý dục nó có những chuyện vậy đó, mà họ tới cười lắm. Quấn mà họ đó là công nhận ngài trụ trì hay thiệt. Quấn lộn thì quấn cho ngài cứ tụng kinh này. À, mà ai mà hãy đi ra khỏi là ngày đuối nha, không phải ngày đó, cái giờ trong công phu giờ tụng kinh là không có bón ăn, không có bất cứ việc gì. Ngài nói giờ có động đất có sập xuống ngồi im ở tụng kinh rồi chết, nó đã động đất chạy đâu mà không chết. Cái nghiệp nó chết thì nó chết thôi, trốn nào khôi, nhưng mà trong tâm thanh tịnh ở trong lời kinh tiếng kệ thì lại sống được, lại tự cứu được bản thân của mình. Suy nghĩ của quý ngài nhiều cái nó hơi cực đoan, chứ mà quá thật như vậy đó. Ở ngoài quấn rầm rầm, ở thầy cũng vô thầy thưa thầy nói rằng là ở ngoài quấn dữ lắm, không cái ngày gật đầu ngày tổng tiếp này, ngày không nói hết á, tổng xong đã nói xong rồi là bắt đầu là ngày đứng dậy á, là ngày mới đi ra, ngày ra là cũng có anh em cũng tính xong vô can, nhưng mà phải ngày phá tay ngày nó đỡ cho nó quấn, không sao đâu, hai đứa nó bằng nhau, ngày nói vậy đó, chắc ngày cũng có nhiều võ, ngày nhìn ngày biết, ngày nó thấy cách thức ra đoàn nó bằng nhau, mà anh ăn trộm này không có tay chân đấm đá, không có sát thương, tức là không có đánh chỗ nghiệt, không có lựa những cái chỗ mà độc ác để đánh, là ngài nhìn ngài biết là người này không phải là người ăn trộm mà gian ác. Cho nên các vị họ tinh tế như vậy đó. Thành ra ý dục nó khác, nghiệp tạo nó khác, chúng ta hiểu không hả? À, rồi bây giờ hoặc gì, hoặc nghiệp của nó khinh trọng chính do hiệu lực của điền. À, đây là yếu tố mà chúng ta có thể cân nhắc thêm. Hiệu lực của điền, tức là điền này chẳng hạn như là Phật này, là cha, là mẹ, là sư trưởng, là một vị thanh tịnh hoặc là vị không thanh tịnh, hay là vị ly nhiễm hay là vị không ly nhiễm, hay là điền đó là gì, điền đó là chư thiên hoặc là ngã quỷ hoặc là con người hoặc là súc sanh, phải không hả? Tùy theo cái điền mà nghiệp tạo ra khác nhau. Lại nữa, chính ở nơi điền này do hiệu lực của y sứ, chứ không do nhân nào khác mà thành nghiệp trọng. Tức là dựa trên cái kết quả tạo ra đó. Chẳng hạn như là bây giờ ở trong đó là điền là như vậy, nhưng mà cái kết quả tạo ra nó như thế nào? Y sứ là cái chỗ mà đã hình thành nghiệp đó. Chẳng hạn như điền đó là giết cha giết mẹ, như vậy thì cái nghiệp giết nó như thế nào mà phải căn cứ ở trên cái sự tàn hại, cái hậu quả chịu đựng của cái người đó. Chẳng hạn như người ta chết mà bị một nhát dao với 30 nhát dao thì đường nào cũng chết rồi, phải không hả? Nhưng mà căn cứ trên cái chết đau đớn của người đó như thế nào, thì lúc đó là chúng ta hiểu là cái sự tàn phá của điền như thế nào, dựa trên đó để mà thẩm định được nghiệp khinh trọng. Hình dung được chưa? À, những nguyên nhân còn lại theo đó mà suy. Thế nhưng nghiệp nào mà hết thể sáu nhân đều thuộc thượng phẩm, tức là sáu cái yếu tố đó mà đều là nặng nề hết, thì nghiệp ấy nên biết là nghiệp cực trọng. Còn nghiệp nào mà cả sáu nhân đều nhẹ, đều hạ phẩm, thì nghiệp này là nghiệp cực nhẹ. Hiểu chưa hả? À, cho nên sau này chúng ta muốn suy xét là hành động tạo nghiệp thiện hoặc là nghiệp ác của ai, chúng ta phải dựa trên 6 yếu tố này. Được chưa? Phải dựa trên 6 yếu tố này. Rồi, đến phương diện tiếp theo là phương diện tạo tác và tích lũy. Ở trong kinh nói rằng nghiệp được tạo tác và nghiệp được tích lũy. Nghiệp được tạo tác là thế nào? Nghiệp được tạo tác là thế nào? Nó do 5 nguyên nhân. Do thẩm tư hoàn tất, không ố tác đối trị, do trợ bạn dị thục. Đó là nghiệp được nối là tích lũy. Như vậy thì cái nghiệp nó tích lũy là nó tích lũy dựa trên 5 yếu tố đó. Yếu tố thứ nhất là gì? Là do thẩm tư. Thẩm tư nghĩa là sao? Là sau khi tư duy, nghiệp được tạo tác. Cho nên ví dụ như có người gây ra cái nghiệp sát hại,
mà cái sự sát hại đó nó có sự thù oán lâu ngày hay không, nó có những cái mâu thuẫn lâu ngày hay không, và người đó họ nghĩ tới nghĩ lui họ rồi họ mới giết. Cho nên cái mức độ của nó là xét trên chỗ thẩm tư. Các vị nghĩ xem, không có bất cứ một người con nào mà đùng một cái có thể giết cha mẹ của mình. Các vị thừa nhận điều này không? Không ai mà tự nhiên là để ra đời mà con cái nó dám giết cha mẹ. Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên Đức Khổng Tử có nói rằng con giết cha, nguyên nhân ấy không phải bắt nguồn từ một sớm một chiều vậy. Chẳng hạn như một người cha vô trách nhiệm, sáng say chiều xỉn gây hại cho mẹ và bỏ bê trách nhiệm đối với người con của mình, hoặc là gây tổn hại cho gia đình, làm cho nhân phẩm càng ngày càng xấu đi, và mọi người đã khuyên ngăn con cái chịu đựng đủ thứ thống khổ, nhưng mà người cha này cứ khen là mình như vậy là hay, và vợ thì phải phục tùng và con thì sao phải phục tùng, sống theo tà kiến như vậy. Thì lúc bây giờ đứa con kia nó nghĩ rằng là nó phải ngăn cản, nhưng nó bị đánh đập, ý làm cha mà. Rồi tới khi nó lớn lên, nó mạnh khỏe hơn, nó có ý nghĩ rằng là nó sẽ ngăn cản. Rồi tới nhiều lần, có khi nó bực quá, nó nghĩ rằng là nó phải gì? Nó phải giết người này mới được, người này không xứng đáng làm cha, chẳng hạn như vậy. Rồi nó nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới nhiều ngày. Nhiều ngày, cái sự mâu thuẫn của nó phát triển lên đến chỗ mà người ta gọi là điên tiết. Phải vậy không ạ? Thì lúc đó nó hành động theo cuồng tính. Như vậy là nó sẽ giết. Như vậy thì ở đây thấy rằng cái quá trình tư duy của nó sâu quá. Phải vậy không? Cái quá trình tư duy rất sâu, rất nặng, tái diễn nhiều ngày, lặp đi lặp lại nhiều lần. Và ở cái mức độ như vậy là cái mức độ nó sâu. Nó sâu chừng nào, nó dày chừng đó, nó nặng chừng đó. Hiểu chưa hả? À, như vậy thì ở đây xét yếu tố là gì? Là thẩm tư, tức là tư duy sâu xa. Có động cơ giết người hoặc là không có động cơ giết người. Có động cơ trộm cắp hoặc là không có động cơ trộm cắp. Hoặc là gì? Hay là trộm cắp một cách nhân tiện mà lấy, hoặc là trộm cắp một cách có tổ chức. Chúng ta thấy không hả? Thì ở đây là cái mức độ thẩm tư chứ. Tổ chức là phải người này người kia, người này người kia. Có hồi xưa ta nhớ câu chuyện trong xóm, có hai anh chàng đi ăn trộm. Một anh đứng ở ngoài cổng canh, có ai thì đèn hắn núp trong cái lùm bụi, giả bộ đứng chơi canh có người ra vô động tĩnh gì chăng. Còn một anh là lên trên mái nhà dở mấy mối chui xuống, cái cây rui cây mè nó rộng hay sao nó chui xuống được. Thế là anh ở trên leo lên mái nhà chui xuống. Thì khi anh ở ngoài á, đột nhiên anh hoảng sợ, tự nhiên anh nghĩ anh là người ăn trộm, và anh khiếp quá, nếu như bắt được sẽ chết. Cho nên tự nhiên anh kinh khiếp lên, anh là bơ lần xóm ơi ăn trộm. Thì ở trong nhà người ta nghe, người ta thức dậy thấy anh trời môi vui vui bị bắt cổ. đó cái chuyện nó đem ra xử tại hồi nhỏ bé cười quá chừng, cứ xử mà mình nhìn nó xử mà thì ôm bụng rồi cười đi vừa tới nhà. thì ở nhà còn không hiểu tại sao mình cười quá vậy, tại lúc đó mình chưa từng thấy mà, tức là đi canh ăn trộm mà tới ra là coi như mình la làng ra cho mình bị người ta bắt. Sau này thầy hối cái này á, thầy hối tại sao hồi đó anh làm lạ vậy, anh nói tự nhiên cái mình sợ trong người nó sợ ra, ở trong ruột nó sợ ra, mà đứng tự nhiên là cứ nghĩ mình thằng ăn trộm mà người ta bắt chắc chết. Tự nhiên cái nó la làng ra vậy đó, nó la mà không kiềm chế được. Đó. Thì anh này là cái tư anh nó yếu phải không ạ? À? Nó yếu quá cho nên đi ăn trộm canh cũng không nên. Cho nên nó có những chuyện như vậy nó buồn cười lắm. Và chúng ta gọi là do thẩm sát. Còn cái anh mà ăn trộm kia, anh kia là nghiệp nặng hơn, bởi vì anh để ý anh tới anh chơi ở chỗ nào, đi ra đi vô, anh làm bạn ở trong nhà đó, rồi anh biết rằng đồ đạc nó cất chỗ nào ha. Như vậy thì cái quá trình thẩm sát của anh nó sâu hơn. Rồi chưa nói rằng là lấy trộm rồi sẽ chia như thế nào, chia thế nào. Cũng có một lần thầy chứng kiến là bị tố giác, thầy chia không đều.
tại xin chưa số 4. Nhưng mà anh đi vô á thì anh bị quẹt cái đứt cái chân. Đứt cái chân cho nên là anh đòi hơn chút để anh chữa lành. Anh kia không chịu nữa, cỡ mày làm nữa, cỡ mày bằng tao hoàn thành trách nhiệm thôi. Chỉ không điều cho nên là tố giác. Ai tố giác người ta? Tố giác người ta mà mình dính luôn. Hết chuyện cả, để mà cũng điều tố giác. Thành ra chúng ta thấy cái tư này nó quá cạn quá mà. Cái tư quá cạn. Ừ. Rồi cái chẳng hạn như là che giấu phi tang, những trường hợp đó là gọi là cái tư mà nó lên một cái kế hoạch. Thì tất cả những cái hành động như vậy là nó in như trong tâm, rồi bắt đầu đứng lên mới làm. Thì tất cả nó thành nghiệp. Đấy, hiểu chưa hả? Rồi, do gì? Do hoàn tất. Thế nào? Có người do một ác hành mà rơi xuống cõi bất hạnh. Có người do ba. À. Có người do một nghiệp đạo, có người do mười. Tức là có người làm một việc ác nhỏ thôi là bị đọa. Còn có người thì phải làm ba nghiệp tham sân si, hay là ba nghiệp thân khẩu ý là mới đọa. Còn có người á là gì? Là do một nghiệp đạo mà có người phải do 10 nghiệp đạo mới đọa được. Tại sao như vậy? Hả? Tại sao có người là chỉ làm bất cứ một cái việc gì mà thiếu nghe ngắn một chút là có quả báo liền. Hoặc là chỉ khởi ý thôi là nó đã có xui xẻo rồi. Nhưng mà còn có người họ phải làm 10 điều nó mới đọa. Hả? Cái này cũng phải xét tới nghe, cũng phải xét. Mỗi người một cái duyên nha, mỗi người một cái duyên. Cho nên ví dụ như bản thân của thầy là làm cái gì mà nó thiếu nghe ngén là có chuyện ngay. Không lý nào mình thiếu phước cũng không đúng, tại mình thấy mình cũng đàng hoàng đâu làm mà thiếu phước đâu. Hồi xưa mà ở trong xóm anh em mùa an cư kiết hạ, chiều nó có một khoảng thời gian là khoảng 1 giờ đồng hồ. 1 giờ đồng hồ đó là anh em là được nghỉ giải lao. Nói chung công phu từ 3:30 sáng cho tới 10 giờ đêm. Nhưng mà chỉ có một giờ đồng hồ là sau cái giờ ăn chiều. Thì đi tán bộ, tu viện, nhóm đi, quý thầy em cũng sắp xếp như vậy để đi trao đổi Phật Pháp, kết tình, huynh đệ này kia. Nhưng mà ở hàng xóm thì người ta, ở trong chùa không có tivi. Khổ lắm, không có cái mà tivi ở internet là bị có. À, cho nên ở xóm người ta có chiếu cái bộ phim Tây Du Ký. Trời ơi, có như ngày nào đến giờ nó cũng nghe nó cớ Tổ Thiên Đại Thánh. À, nó cớ xong cái bộ đó rồi là mình cũng kìm chớ được, tại vì mình cũng đọc được rồi, ráng kìm. Rồi cái sau bộ nó chiếu là Tam Quốc Chí. Rồi Gia Cát Lượng thế nào mình khoái chí mất hồn luôn. À, thế là coi như là sau hơn một tháng là kìm chớ không nổi nữa. Bắt đầu là chiều đó mấy anh em đi liên liếng ra hàng xóm coi tivi, cái mình cũng nhảy theo. Và nhảy theo là ông ngài hòa thượng nghe cái nghề đó ông đi bác. Mà mình đi về nghe là mình đi về là cái nồi nó là mình đi mà mình biết mình sai rồi, cho nên là phim mới vừa hết là mình dọn vô liền. Thậm chí mình đi ra lần mình coi một chút nữa là mình đi với lại mình biết mình sai rồi. Hả? Cái mình nhảy vô cái bờ tường, nhảy vô một cái kia thấy ông hòa thượng đứng đây. Cái ông này, ông nói giờ cái mình im ruồi là mình đâu có la lên. Thế vậy kia nhảy đùa vô cái ông ông mấy đoạn gối hết. Ông ngại ông hay dỗ sợ luôn nghe. Ông không có giận, ông không la hết, nhảy xuống là nhảy cứ từng tên cứ nhảy xuống là bác hết trần. Chứ hồi đó mà mình la lên cái bên kia trốn mất hết rồi bác ai được. Ông ngài cũng hay lắm. Sau này mình hỏi á, sao ngài hay đi bác mà ngài hay vậy đó. Ông nói mấy ông không có thể qua tôi được đâu, mấy ông làm cái gì không qua bác, tôi đã bác là không có trốn được đâu. Cho nên chúng ta thấy sau đó là khi mà bác quý thầy bác lạy sám. Này sao là lại một tháng, một ngày lại 118 lại nghe cái giờ cô TV á. Lại một tháng. Mà ngay nào ngày nói thật bị chửi hết á. Do ông. Ông cái mạng ông xui xẻo. Mấy anh em đi hơn tháng sau tự nhiên ông xuống một bữa thôi là có gì không? Là cứ đủ thường mình. Như vậy thì cứ nói như vậy. Có thể rằng là cái nghiệp mình là cái nghiệp tu. Thầy nghĩ như vậy nó có thể là cái nghiệp tu. Cho nên mình đi trong con đường tu càng tinh tấn thì lại càng thuận lợi.
Nhưng mà mình có cái gì đó mà hãy đợt chút ấy, là nó đẩy mình vô lại. Nó có chuyện nó đẩy mình vô lại. Cũng như hạt giống đó là nó ở trên cái mảnh đất đó, chứ không thể ở trên mảnh đất khác. Ví dụ như bây giờ thầy mà ở trong chùa, thầy làm có thể là nhiều tiền cho đại chúng, nhưng mà thầy ra ở ngoài đời thầy làm là nghèo. Các bạn biết tại sao không? Tại vì mình cho người ta hết này. Và mình làm như vậy mình thấy người ta sẽ thua thiệt, người ta thất bại là do mình, nhiều khi mình làm không được. Hiểu không ạ? Còn ở trong chùa là mình làm mình không nghĩ cho mình. Mình chỉ nghĩ rằng tất cả cho đại chúng. Nếu như thời gian mà họ có lỗ một chút mà đại chúng trong chùa có lợi mình cũng không sao. Hiểu không ạ? Nhưng mà ở đời thì cái tâm mình nó khác. Vì vậy cho nên cái công việc tùy theo cái hạt giống ở trong môi trường của nó. Thành ra nhưng ở đây chúng ta thấy nếu như xét cùng một tính chất, chẳng hạn như cùng làm việc ác hết đi ha, thì cái phao nối phước ấy, của mỗi người khác nhau. Có người không có cái phao cho nên thêm 1 ký nó chìm, nhưng có người cái phao lớn quá thành thêm 10 ký nó mới chìm được. Hiểu không hả? Cũng giống như ông bà Hy Gia, ông làm cái việc ác mà ngà quý đi theo ông, là cô ngà quý đây giết coi như tới 4 người rồi, nhưng mà ông bà Hy Gia giết không nổi. Tại vì sao? Bởi vì ông liên tục làm việc phước. Ông đầu thai ông quên mất cái kiếp trước đi, nhưng mà kiếp nào ông cũng làm phước, kiếp nào ông cũng tu thiện. Bởi vậy cho nên nó phải nhiều nghiệp hơn nữa nó mới đọa xuống được. Thành ra chúng ta biết mình phước mà không nghiệp dày, chúng ta phải ráng tu phước. Tu phước để nó nâng đỡ cho mình, để mình bớt gặp những nghịch cảnh, những chông gai khốn khổ. Thành ra chúng ta mới tu tập nó mới thuận lợi được. Hiểu không ạ? Rồi bây giờ ở đây tiếp theo, nghiệp hoàn tất ấy, trong đó nghiệp nào mà đến mức nào mới được bị đọa? Nếu được thực hiện chưa hoàn tất, nghiệp ấy không được tích lũy. Nếu hoàn tất, nó được tích lũy. Ví dụ như bây giờ mình giết một con vật mà hoàn tất thì nghiệp sát mới tích lũy. Tích lũy vào những nghiệp trước phải không ạ? Còn bây giờ mình giết nó chưa chết thì làm sao thành nghiệp? Chưa thành nghiệp cho nên không thể gọi là nghiệp tích lũy được. Rồi thứ ba là do không hối hận đối trị. Nghĩa là gì? Là nghiệp đã làm mà không có sự ăn năn và cũng không có sự là sửa trị. Làm thì làm, cứ tạo nghiệp xấu mà không ăn năn, không hối lỗi. Hai người này khó tù lắm. Mà nghiệp của nó là còn đeo mang mãi cả đời thôi. Rồi thứ tư là do trợ bạn là thế nào? Là do yếu tố hỗ trợ thiện và bất thiện. Ví dụ như tạo một cái nghiệp mà nó được hỗ trợ bởi thiện hay là bất thiện. Tạo nghiệp ác nhưng mà trong đó nó có những cái điều thiện đi theo. Hoặc giả tạo cái nghiệp ác mà trong đó có nhiều cái ác đi theo. Tức là cái duyên hỗ trợ cho cái nghiệp đó nữa. Đúng không? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta muốn làm điều ác, nhưng mà chúng ta đi làm ác chung với cái người thiện. Thì người thiện nhiều khi họ ngăn cản mình, hoặc là họ làm cho cái nghiệp mình nó giảm xuống. Bởi vì nó còn nếu như gặp một thằng bạn ác, nó ác hơn mình nữa, thì lúc đó mình làm ác rồi mà nó còn làm cho cái nghiệp ác mình tăng hơn. Hiểu chưa hả? Đó là yếu tố trợ bạn á. Rồi thứ năm là do dị thục. Tức là nghiệp nhất định cho kết quả dị thục. Nghiệp là gì? Là một cái hạt giống nhất định nó sẽ cho một cái kết quả ở trong tương lai. Bất cứ nó sẽ sinh ra, nó trổ ra, nó chín mùi như thế nào đó là không thể nào không có được. Như Thế Tôn nói một câu do ganh tị tiền thân của Ngài mà sao phải ăn lúa ngựa 3 tháng. Thì nó phải tất nhiên là phải trổ quả. Chứ ta không có nghĩ rằng là tu đối thành Phật thì mình không chịu lấy nhân quả. Điều đó hoàn toàn không có đúng. Chúng ta nắm được chưa hả? A Di Đà Phật, bài hôm nay rất là hay. Chúng ta phân biệt được nghiệp khinh trọng và nghiệp tạo tác và tích lũy như thế nào. Hy vọng đại chúng đọc đi đọc lại nhiều lần ở đoạn này để chúng ta có thể là thấm thường một cách sâu sắc. Và hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu nghiệp cúng dường tháp miếu, nghiệp quả và phước điền nó như thế nào. Trân trọng cảm ơn các vị đã lắng nghe. Chúng ta dừng ở đây. Nguyện đêm công đức này
thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời.